Một hộp cơm, một chiếc ba lô được nhặt từ phế liệu, 500.000 đồng mượn từ người hàng xóm, cùng với sức khỏe ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, là những gì mà ông cụ nhặt ve chai trong đêm, chuẩn bị cho hành trình dài gần 500 km từ vùng đất Long Xuyên về lại Tây Nguyên đại ngàn, tìm lại đứa con thất lạc gần 50 năm trời. Dẫu biết rằng việc tìm con của mình chỉ trong hy vọng mong manh, vì những thông tin về vùng đất xưa chỉ còn trong ký ức, vì mọi thứ đối với chú vào thời điểm này đã thay đổi quá nhiều. Nhưng chú Tấn vẫn ấp ủ hy vọng rằng một phép màu, một duyên lành nào đó để chú có thể gặp được con mình. Và đó cũng là ước nguyện của người thực hiện chuyến đi này như Bùi Hồ. Và Bùi Hồ sẽ chia sẻ chuỗi đi này cho mọi người biết thêm về một ông cụ nhặt ve chai tích góp tiền đi tìm con ở vùng đất Tây Nguyên này nhé. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, kính chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là chú Tuấn, một người nhặt ve chai nhiều năm liền ngay tại Long Xuyên. Hôm nay mình cùng với chú sẽ thực hiện một chuyến hành trình dài về vùng đất Tây Nguyên, giúp chú tìm lại người con thất lạc hơn 50 năm trời của mình. Sáng hôm nay thì Bùi Hồ cũng có điện cho chú để mà chuẩn bị để chú cháu có thể lên Sài Gòn, và sau đó sẽ bắt xe khách đi về vùng đất xưa nơi chú đã từng sinh sống. Chú Tuấn ơi, thì bây giờ cái cảm giác của chú như thế nào rồi? Chú nhận được cái này chú mừng lắm. Đi thì nghe nói để mình tìm lại con là mừng, tại cái điều kiện nó rất là khó khăn cho chú. Hôm nay là có con mà hướng dẫn để mình đi tìm, bằng mọi giá chú cũng phải cố gắng để mà đi tìm đứa con thất lạc đây cũng gần là 50 năm rồi. Khi mà nhận được cái tin của con cho chú hay á, là chú cháu mình sẽ đi về Tây Nguyên nữa, thì đêm qua chú có ngủ được không? Trời, trằn trọc dữ lắm con ơi, không phải chuyện dễ dàng mà ngủ được đâu, trằn trọc dữ lắm. Sắp xếp hết tất cả những cái cuộc sống của mình á, để mình dồn về cái cuộc sống để mình tìm một người đứa con. Dù rằng là mình biết rằng là đi kiếm nó rất vất vả, khó khăn, nhưng mà cố gắng. Tại cái vùng đó đã biết bao nhiêu năm rồi, có thể là tưởng tượng lại những cái cảnh đời mình sống hồi thời gian đó, là mình đi bây giờ mình thấy mình mừng lắm. Một hành trình dài hơn 500 km và mình với lại anh Một Đồng sẽ chia sẻ cái chuỗi hành trình này về vùng đất Tây Nguyên cho cô bác quý anh chị xem. Mặc dù á, cái việc mà đi tìm con của chú á, nó mỏng manh lắm, nhưng mình sẽ giúp chú thực hiện điều này. Vì khi mà trao đổi với Bùi Hồ, chú có nói một câu rằng á, ước mơ lớn nhất của chú á, không gì cao sang cả, chỉ cần có dành dụm tiền để đi tìm con. Và hôm nay anh em mình sẽ chia sẻ hành trình đó cho cô bác quý chị và tất cả các bạn cùng xem ha. Bây giờ bắt đầu đi ha. Cái ký ức gì về con mình mà chú nhớ nhất? Ký ức là lúc khi mà mình nằm trằn trọc để mà mình nghĩ lại những cái cuộc đời của mình, nhớ hoài thời gian của mình sống, mà đâm ra cái mình thiếu sót một cái điều gì đó, mà mình có đứa con mà trong tầm tay mà mình kiếm không được, vất vả cuộc sống biết bao nhiêu cho tới ngày hôm nay. Nói thì rất nhiều nhưng mà cái sự diễn tả của con người mình nó vô bờ vô bến, không có cái ngôn từ nào để mà diễn tả hết, đúng không? Ngôn từ nào. Khi mà gặp anh Bồ Hồ với Lộc, thật sự ra đây là cái điều mình rất là mong muốn, để mình cảm thấy rất là sung sướng. Biết rằng là cái chuyến đi này nó là rất mong manh, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tại xa cách biết bao nhiêu năm rồi. Hồi lúc mà mình ở trên con đường đó là một đoạn đường, có nghĩa là trình lầy dữ lắm. Nó không được giống như là ở như thành phố này đâu. Có một lần tới rồi bỡ ngỡ quay về, mình không thể nào tìm được. Thật sự là có tới rồi mà không thể đi được. Một lần tìm gần nhất thì cách đây cũng mười mấy năm rồi chứ. Mười mấy năm rồi. Một lần đầu tiên cũng là mấy năm rồi, sau này cũng mười mấy năm mơ hồ rồi. Mà hơn sau hôm nay gặp Đại Hồ với đồng minh Kim Đồng, bây giờ mình cảm thấy rất là sung sướng. Phải rất là sung sướng á. Mặc dù đó là một cái điểm mà mình đến để mình cố gắng, mình cảm thấy thoải mái vô bờ vô bến. Được cái sự mà mình cảm thấy mà thấy không biết làm sao diễn tả được. Nhìn chú Tuấn bữa nay rất là đẹp trai luôn. Hổng gài thì chú có đi nhặt ve chai không chú? Mấy ngày nay thì nghỉ. Sao? Dạ, sao nghỉ chú? Nghỉ là tại vì mình nôn nóng đi, mình đi tìm con đó.
Dạ. Mình nói để mình nghỉ ngơi cho khỏe rồi mình đi đường cũng xa lắm rồi bây giờ. Nghỉ mấy ngày rồi? Nghỉ được 2 ngày rồi. Nghỉ được 2 ngày rồi, thất thu luôn. Đâu gì đâu. Cả đâu gì đâu. Bữa nay là đem theo bao nhiêu tiền để trả tiền xe? Có nè. Được nhiêu? Đây có. Đâu coi coi, trời ơi. Rồi, chuẩn bị bao nhiêu tiền để đi tìm con nè mọi người. Là tích lũy nhặt ve chai trước giờ hả chú hai? Đúng rồi. Được mấy trăm rồi, chú cho mình xem với. 1, 2, 3, 4, 5. Không được 500 mấy. 500 mấy hả chú? Ờ, 500 mấy. Ờ, 500 mấy thì sao đủ đi về rồi ăn uống rồi sao? Chú hai cười. Nhưng mà chú, con nghe nói chú là có đem theo hộp cơm đó hả? Có là hộp cơm. Đâu? Hộp cơm đâu? Hộp cơm này là mình mua hay là sao? Cái này mua ăn rồi cái mình mua thêm nữa. Hộp này nhiêu? Hộp này 2 triệu. Nghe cái hộp, đem cái hộp cơm mà đi tìm con. Phải nói là mọi hộp cơm để trong ba lô luôn. Đây hộp cơm. Đâu? Đấy. Hộp cơm. Rồi gọt được rồi chú, để chút xíu mình xuống mình ăn. Ủa mà sao đi mấy người mà chú mua có một hộp vậy? Hả? Tại mình nghĩ rằng cơm này thì mình nói đúng ra thì ai ăn cũng được cái đó, chứ không phải là chỗ nào mình ăn cũng được. Nhưng mình mua mình sợ nhiều khi dọc đường không có đó, phải không? Mình mua hộp cơm. Rồi hộp cơm của con với anh một đồng đâu? Mình có tiền đây rồi, có tiền nên mình mua. Sao ba người mua có hộp mình chia làm ba được không? Hả? Mình nghĩ là quý đâu có cần phải chia phải không? Nhưng mà hộp cơm đó mấy chú cháu mình chia làm ba hay là chú mua cho con với anh một đồng ngượng hộp nữa? Nói đúng ra thì cái này là mua cho chú thôi. Tại vì tụi con thì không biết ăn cơm gì. Mà thật sự không biết. Mà không biết mà mua làm sao. Đây là cái tấm lòng thật luôn á. À, có nghĩa là chú rất là chất phát luôn mọi người. Không biết từ ăn cơm gì nên không mua, còn muốn ăn thì chú sẽ trả tiền. Đúng không? Nói dẫn chơi với chú vậy thôi. Hành trình của mấy chú cháu mình đi thì cũng có một bạn gửi tiền cho mình chi phí đi, với lại một bạn tên Thảo nữa là bạn của con. Thì hành trình 50,000 nó vẫn còn giữ nguyên nha chú. Dạ. Mà thiệt chứ. Cái đó hồi đừng để vô bị lại chú nó hôi á. Bây giờ chú đói bụng chưa? Chưa. Vậy là mình chạy hết đường cao tốc này rồi mình ăn cơm ha. Ghé cái quán nào đi. Dạ. Ok chú. Tại hành trình mình một cái quãng đường rất là xa, đoạn đường mình còn rất là dài. Nên thì đối giờ nào thì mình ăn uống giờ đấy. Dạ. Nếu như ngày hôm nay lên đến Sài Gòn sớm thì mình bắt xe thẳng ra ngoài Đắk Lắk luôn. Còn nếu như mà đến trễ á, thì ngày mai sáng mình đi sớm, được không? Vậy quyết định vậy ha. Quyết định vậy đi. Dạ. Sớm chưa chiều không quan trọng, miễn tiến đường mình đi tới nơi là thấy khỏe rồi. Dạ chú. Dạ. Mình đừng có dội dã quá không tốt. Dạ. Đi theo cái vấn đề cho nó tốt đẹp của mình từ tới. Rồi. Nó thiệt chứ trong lòng mừng lắm. Dạ. Rồi, mấy chú cháu mình đi ha. À, chú dùng đi chú. Đây là ghé một cái quán cơm ngay tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì Bùi Hồ ăn cái món này, đó là gà xào sả ớt. Anh một đồng ăn gì á? Canh khô hoa với gì anh? Canh khô hoa với sườn. Sườn. Còn đây là cái phần cơm của chú Tuấn nè. Vô quán cơm mà chú đem ra phần cơm này chắc chủ cơm buồn, chủ quán buồn dữ. Không ăn bỏ uổng hay chú ha. Thôi chú dùng. Tại chú này mua cơm đem theo sẵn á, sáng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng mà không ăn thì phí đúng không chú? Lát nữa tí chú kêu cơm thêm nha. Không, đủ rồi. Đủ rồi hả? Này con mời chú nè. Lát nữa ta tính tiền đũa với tiền muỗng gấp đôi. Dạ. Nhưng mà tính rồi mình trả không? Mệt không chú? Không gì mệt, lâu lắm mà mới đi mình thấy mừng. Mừng hả? Nhưng mà chú ngồi xe là cũng khá tốt á. Từ thành phố Long Xuyên đến Sài Gòn là khoảng 200 mấy chục cây đó. Nhưng mà chú ngồi là rất là khỏe luôn.
cuộc hành trình mình. Đoạn đường rất là xa còn dài nữa. Hành trình này mới chỉ mới bắt đầu thôi. Rồi mời chú ha. Đây con mà con bật cái video mà của cái đất nông đất ma ấy phải không? Dạ. Có nguyên cái làng nữa. Dạ. Mà rồi cái sự sưởng nó bằng cái khố vậy phải không? Dạ. Là cái hình ảnh y chang ở đó luôn đó nha. Ờ, chú nhớ không? Nhớ, y chang luôn. Dạ hả? Cho em một cái chén đựng nước tương với. Mà hồi đó mà không biết là gọi ED hay là gì ha. Bây giờ thường thường là ED chú. Đó là ED ha. Ờ, bây giờ mới hiểu á. Dạ. Rồi, đây. Có chén chan được chưa? Chưa, con vợ chú nó ra. Nó đen thiệt mà nó đẹp lắm. Dạ chú là người dân tộc luôn ha. Ừ, đẹp lắm, vợ. À. Cái câu chuyện mà về vợ của chú á, để mà quen biết thì chắc có lẽ là chắc nhờ chú Tuấn chia sẻ ở video clip sau. Đúng rồi. Về cái câu chuyện ngày xưa mà vì sao chú lại quen với lại vợ của mình ha. À. Còn bây giờ thì con mời chú ăn cơm, mời cả nhà cùng ăn cơm. Đây là rau cải, đây là cà má, dưa leo, rồi đầy đủ rất ngon luôn. Dạ. Và hiện tại thì mình với lại chú Tuấn đang có mặt tại bến xe miền Đông để về lại tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là lần đầu tiên mà Bùi Hồ có mặt tại bến xe miền Đông để đi về các tỉnh Tây Nguyên nè. Trước đây thì đa số là đi bến xe miền Tây. Và hình ảnh phía trước cô bác quý chị thấy đây là chú Tuấn đang cùng mình đi lại đón xe vào chiều hôm nay luôn, để cho tiết kiệm thời gian. Tại vì chú Tuấn thì cũng khá là nôn nóng để tìm được con mình. Một cái ba lô nhỏ nhỏ nha mọi người. Chú biết không? Chú biết chỗ nào xe về Đắk Lắk không? Đây, đây, đây. Bên đây hả? Rồi, hay trời. Chú Tuấn biết bến xe gì biết rồi. Xe về miền Đông nha. Hồi đó chú đi bằng gì? Kéo ba lô lên chú. Ba lô chú ơi. Không sợ bị móc túi hả? Không, cái này đâu có gì đâu. Ở trong đó có gì chú? Áo với bẩn của bà, áo. Ba lô này của người ta cho nó hay vậy? Lộn. Lộn luôn hả? Cái gì? Lộn đó. Cái gì ba lô này lộn hả chú? Ừ. Bụi đời dữ luôn á. Không, đồ lộn nhưng mà nó còn xài ngon phải không? Gọi gì mà không lộn. Đó nè, nó nằm đây nè. Đây là hồi đó chú đi bến xe miền Đông này về Đắk Lắk luôn. Về Đắk Lắk luôn. Lại nhiêu tiền? Không biết, hồi đó thì đi có 8 mấy ngàn à. Dạ. Đường nó gọi là Đắk Lắk á. Gọi là Đắk Nông. Đắk Nông. Đắk Miên gọi là Đắk Nông chứ sao gọi là Đắk Lắk. Ờ, Đắk Nông rồi đúng rồi, cây số 200 á. Đúng rồi, mấy người. Ba người bây giờ đi hay là tối đi? Giờ mấy giờ tới ta? Bây giờ đi về tới Đắk Miên thì cỡ chừng bây giờ là 5 giờ đi, 4 giờ đi thì về tới Đắk Miên thì tầm cỡ 10 giờ. 10 giờ tối hả? Đúng rồi. 10 giờ tối ở đó có khách sạn nghỉ không? Trời, nó đã có khách sạn thì giờ nào nó lại không có. Đã có khách sạn thì giờ. Còn tối là mấy giờ? Tối thì 7 giờ. 7 giờ. Tối không? 7 giờ thì 7 giờ đi đâu có nhà. Đâu có nhà nghỉ. Thế thì bây giờ đi luôn đi. Đúng rồi, nhiêu vé? Về tới Đắk Miên nhà 250 một vé. Giường nằm ha. Dạ, ba người đúng không? Đúng rồi. Rồi chúng ta đi liền luôn nè, 4 giờ, 5 người đây nè. Tới giờ chưa? Tới giờ rồi nè. Còn ghế không? Ghế trước có không? Giờ này mà còn trước vậy nó ra đi liền mà còn ghế trước trời. Ba ghế sao hả? Từ. Alo, mày có bán ba ghế về Đắk Miên không? Vậy là chú là quê ở Đắk Nông chứ không phải là ở Đắk Lắk, ở Đắk Miên đúng không? Đắk Lắk nó cũng gần nhau, cái số 200 á. Có nghĩa là anh không có gọi là Đắk Lắk được, mà anh phải gọi là Đắk Nông. Đắk Miên gọi là Đắk Nông. Còn Đắk Lắk là thành phố Buôn Ma Thuột mới gọi là Đắk Lắk. À vậy hả? Cái số 200 sắp sửa đi tới chợ đó, mà cái chợ ở chợ đó là chợ Đắk Miên ha. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu tiền? Nó đi 4 giờ đi. 4 giờ đi ha. Vậy là chú nhớ nhầm địa điểm rồi đúng không? Đúng rồi đó, đúng rồi, chính xác. Vậy là ngay chỗ Đắk Miên. Ờ, đất đó, cái chợ đó, hồi xưa là Đắk Miên. Còn một chỗ mình xuống là Đắk Nông thì Đắk Miên cách nhau khoảng cái chừng 20 số thôi. 20-10 cái số trở lại à, cái chợ đó. Bây giờ mình tới, nếu mình tới là tới ngay cái chợ đó. Còn mà tới cái số 200 là mình không có chỗ nghỉ, cái đó là chú không biết.
rồi mình ở chỗ đó mình ngay chợ Đắc Min, mình ở ngay chợ Đắc Min mình nghỉ ở đó, ngày mai mình thuê xe mình đi. Đúng rồi, đúng không? Ừ đúng rồi. Tại vì cái chợ đó chú biết hồi xưa cái chợ nhỏ xíu à. Dạ nghe nó hôm đó thay đổi vậy biết. Là nhờ gặp chị này chính xác nè. Bốn rưỡi đi nha, giờ này là 4 giờ rồi nha. Rồi đi chú bán ha. 250 chục ngàn vé hả? 250 một vé hả? Còn mà nếu mà con muốn đi cái giờ sáng sớm á thì cái giờ nó phải. Ủa còn mình book vé online là đâu ta? Book vé online chụp cái này, book vé online nè. Ok. Đây đó nhiêu cây đăng ha? Dạ. Đây đó nhiêu cây số á? Sao anh? Bao nhiêu km á? Bao nhiêu km là sao? Tức là đây đi cháu Đắc Min là bao nhiêu cây số đó? Cái nó lừa chi mà quay video rồi chi phố dữ không biết. Có ghê trước không? Sao chú đi ba người. Ba người. À ba người luôn hả? Đúng à, rồi. Anh đi chung luôn hả? Đúng rồi. Cho một cái dưới hai cái trên ha. Cho chú cho một cái dưới cho chú ra, chú này lớn tuổi cho chú nằm dưới. Có phía trước, đưa phía trước đi. Dạ cho chú cái dưới. Ok. 250. Tại vì lần đầu tiên đi đến đó nên không biết là ở trên đó tối có nhà nhà nghỉ gì gần đó không ta? Anh về tới chỗ nào mà được? Đắc Min. Đắc Min nha, chỗ chắc có do gì nữa chỗ đó nó nằm ngay chỗ ấy ta. Có mà có. Chỗ này anh ngồi ở trước tí nữa em dẫn ra xe cho. Tí xíu dẫn ra xe nha. Và đây là ba vé xe nè mọi người. 750 chục ngàn. Và sao đây là sao ta? Đây tổng tiền nó thu 400 ngàn mà ở đây là 450. À có nghĩa là chuyến xe nguyên tuyến á là 400, nhưng mà đi một đoạn ngắn gì á là 250 chục ngàn. 4 giờ 30 thì mình sẽ khởi hành đi từ bến xe miền Đông cho đến là huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông chứ không phải là tỉnh Đắk Lắk như là chú Tuấn đã nói. Tại vì trước đây á chú Tuấn thì Đắk Lắk với Đắk Nông là chung một tỉnh, thì sau này chia ra Đắk Lắk riêng, Đắk Nông riêng. Thì Đắc Min nó nằm thuộc tỉnh Đắk Nông chứ không phải là Đắk Lắk. Đắc Min là chợ Đắk Min. Dạ, chợ Đắk Min thuộc tỉnh Đắk Nông. Dạ. Rồi cảm giác sao rồi? Dạ đúng chính xác rồi đó. Cảm giác sao rồi? Cảm giác mừng lắm. Tại nói về là thấy mừng rồi, đúng đi tới địa điểm rồi, tại vì hồi xưa mình có ở đó, đúng không? Chính xác luôn. Đó. Đêm này trần trọc ngủ không được luôn mà. Đi rồi đi hai lần đi tới Bình Long, đi tới chỗ vườn sợi gì. Dừng xoài cái mình không đi được nữa. Dừng xoài Bình Phước. Ở đó thì cũng được. Cái gọi đồng xoài. Đồng xoài Bình Phước. Ờ đồng xoài Bình Phước đó. Dạ. Bình Phước rồi đi nữa rồi tới đất nông Đắk Min luôn. Ừ. À. Hỏi con như bao nhiêu năm trời là sao mà có thể mình nhớ nổi nha. Mình nhớ những cái khúc đường, mình nhớ đúng là đất nông Đắk Min là đúng rồi đó. Dạ. Đó là chính xác rồi. Ừ. Tại vì cũng mong là con cũng mong hy vọng là đầy đủ duyên lành ơn trên sẽ phù hộ cho chú trên. Tìm được con mình. Đó là điều ba anh em cũng rất là hai anh em và chú rất là mong muốn. Mặc dù cái hy vọng tìm con đó, nó rất là mong manh luôn. Đúng chính xác. Như vậy. Và bây giờ thì mình bắt đầu cũng lên xe cùng với lại chú Tuấn nè mọi người. Và chuyến xe này thì đi đến Đắk Min Đắk Nông á, chạy ngang Đắk Min Đắk Nông thì tầm khoảng hơn 10 giờ tối thì sẽ tới. Có một cái chị này chị dẫn đi nè. Không biết thì xe mấy giờ khởi hành luôn. Lần đầu tiên mà đi bến xe miền Đông thì mọi chuyện nó cũng khá là bỡ ngỡ luôn. Mệt không chú? Không. Vậy hả? Sao con thấy chú ngủ mấy ngày nay thức đúng không? Nên thành thử là giống như bị thiếu ngủ hả chú? Dạ, bây giờ thì mình chú cháu mình xuống đây ăn cơm. Con cũng không biết là đến đâu luôn nữa. Vui không chú? Cũng vui mà cũng buồn ngủ đúng không? Không biết đây là tới nửa đường chưa luôn. Bây giờ thì đến cái trạm dừng chân để mà xuống đây ăn cơm. Bây giờ thì cũng là
gần 8 giờ tối rồi mọi người. Và cái hành trình của mình thì đến khoảng 11 giờ khuya thì mới tới Đắk Min thuộc tỉnh Đắk Nông. Giờ xuống miền cơm thôi để chia sẻ mọi người biết một buổi cơm về lại cái vùng đất Tây Nguyên là như thế. Phiếu bao nhiêu tiền? 50. Cho em 3 phiếu. Cơm bún quả bún canh hủ tiếu mà cái gì cũng được. Dạ, đồng giá ha. À, ở đây là một là phải đặt nhà xe, hai là phải mua phiếu kia cơm ở đây. À, không biết hồi xấu anh kia anh hỏi. 50.000 cho một phiếu cơm cho một người. Dạ cảm ơn chị. Có nước uống đúng không? Hay là nước mua gì? Có nước lọc thôi, còn em muốn nước ngọt thì em đây. Dạ, cảm ơn chị. Chú ăn gì chú kêu chú Tấn? Đi qua đây lấy cơm cho em luôn anh ơi. Dạ chú chọn món đi. Chú ăn gì? Thịt này đúng không? Chú ăn thịt ha? Không ăn cá ha? Rồi. Một cái phiếu ớt không? Chú ớt không? Mấy trái? Rồi, đủ rồi. Vậy ha. Này cơm thêm thì sao ta? Cơm thêm hết cho một hình này. Hết bớt thêm ha, miễn phí ha. Em ơi, mình được kêu hai món cá kho với cà pháo không? À, cho anh cá kho với cà pháo nha. Thôi không ấy cá biển đi em, cá biển chiên kìa. Cá biển chiên với cà pháo. Đúng rồi, cá bên kia, cá bên đây. Mỗi phiếu như thế này là 50.000 đồng nha mọi người. Cái bây giờ chú có mệt không? Mệt thì cũng có mệt. Cũng có mệt ha. Ngày lúc trước thì ở Long Xuyên thì chú đi ăn đi nhặt ve chai thì chú ăn cơm lúc mấy giờ? Khoảng cơ chừng 10 giờ. 10 giờ tối mới ăn ha. 10 giờ 10 rưỡi. Dạ. Lúc đó giờ mọi làm nói là nhưng mà phần cơm nhiêu tiền? Phần cơm thì nấu mình nấu. Khi mình ra từ thiện mình lấy mình để vậy luôn. Mình bỏ vô cái gò mên. Nấu ở nhà. Nấu ở nhà. Có dạ. Khi thì ra từ thiện. À. Rồi mình ra mình lấy mình bỏ vô trong gò mên bắt đầu mình đem đi. Ừ. À, mình đem đi để khi làm đi làm nói có bắt đầu mình mới ăn. Chứ không có tốn tiền. Thấy phần cơm 50.000 mắc hay rẻ? Tính ra thì quá chất lượng. Quá chất lượng. Này có mời chú. Chai nước suối mời anh 1 đồng. Mình dùng cơm ha. Rồi vậy mình dùng cơm đi. Dạ, mà đây là một cái trạm dừng chân giữa đường. Người ta thường nói một cái câu á là tu 10 năm mới đi chung thuyền. Đúng. Tu 100 năm mới ngủ chung giường. Hay là ngàn năm con quên mất tiêu. Duyên có kiếp vấn mình mới gặp được cái hội thuyền như thế này. Dạ. Chứ phải chuyện đơn giản mà gặp được đâu. Dạ. Không phải một cái chuyện đơn giản mà mấy chú cháu mà nó lại đồng hành với nhau như thế này. Không phải đồng hành được đâu. Chắc có lẽ là kiếp trước con của chú cũng có một cái duyên lành gì đó đúng không? Mà lại chú cháu mình lại ngồi đây ăn cơm ngay tại Bình Phước. Cho em miếng. Cách đây 40 năm, hơn 40 năm mà cái chỗ này cũng gọi là Bình Phước, giờ cũng giờ là Bình Phước. Dạ. Vậy là chú nói mình đi đúng đường rồi đúng không? Đúng rồi. Hồi đó cái thang cũng đi tới đây nè. Dạ. Cũng tới Bình Phước rồi. Mà không biết tới khúc nào thôi mà Bình Phước là đúng rồi. Dạ. Đây là phần cơm của Bùi Hồ nè mọi người. Gồm có rau, cà pháo. Có một cái lưu ý như thế này. Nhà xe của mình là muốn có ăn cơm thì đóng 50.000 mình đặt trước. Mình không có đặt trước á, thì mình ở đây mình mua thiếu mình ăn. Thì mong rằng á mọi người có đi á có thể đặt trước ở phía xe để mình ăn chung bàn cũng được. Có thể là nhiều đồ ăn hơn tí xíu. Cơm này hết thì bớt thêm. Chiếm phần người ta biết ở sao mà người ta không ăn. Dạ. Người ta không tập trung không. Chiếm phần người ta đi một mình gì đó phải không? Lẻ loi á, người ta không. Dạ. Ăn chung. Dạ. Mua cái phiếu này tự do hơn. Tự do nên thành nữ con cũng đã biết. Nên thành nữ con sẽ tự do ha. Ba chú cháu mình ngồi ăn riêng này nó dễ hơn đúng không? Ừ. Ngon chú. Ngon.
mấy lần trước là chú đi tìm con đem theo bao nhiêu tiền? Ở đó thì chỉ có mang được có 200 mấy thôi, tiền đó rẻ lắm, đi xe than mà. Rồi cũng tiền bạc cũng đâu phải dễ, cũng khó khăn. Còn bây giờ sao đem theo có 500 mấy hả? Giật giá leo thang mà. Là lúc có tiền. Dạ. Lúc có tiền hả? 500 mấy là thiếu nha chú. Nếu mà mình đi về phần bên con đó, thì chú với người bạn cũng nói là ông yên tâm đi, những người ta làm như vậy đó, là người ta cũng có tiền lo cho mình rồi. Đã. Nên là hẳn là chú đỡ lo đúng không? Đúng rồi đấy. Tại chú khi đi chú còn nói mượn tiền với em, chú nói khỏi đi. Chú hỏi mượn tiền hả? Hỏi mượn nhiêu? Thì đó chú mượn có 500 đó. Còn 500 ngàn đó là chú mượn ta đó hả? Chú mượn đó, mượn rõ ràng luôn. Mượn nhiêu? Mượn 500 là. Mượn khi nào trả? Khi nào đi giờ làm bán trả, để chai đó. Trả được. Rồi. Trả được. Giờ nhớ nhắc con trả lại, con trả cho. Ơi, nhầm nhò vậy con ơi. Mượn tiền đi tìm con luôn trời. Có ba lô rồi, ba lô gấp. Nhầm nhò gì ba chuyện đó. Ở đời chú quý nhau nhất là tình nghĩa luôn chú. Quý nhất. Có lần mình đâu có thể làm ngồi mà ăn chung đi như vậy đâu. Có khi nào chú nghĩ gặp một người xa lạ như con mà lại cùng đồng hành như thế này không? Thật sự là không dám nghĩ tới. Không dám nghĩ tới luôn á. Chú nghe dạ. Nghe thì chú tích lũy lúc mà nhà mình nhặt được cái chai này nọ để đi cùng con. Bây giờ thì tích lũy không được rồi, bây giờ phải chạy mượn 500 ngàn. Trời ơi. Nếu như mình 500 ngàn ha. Rồi anh chỉ được vé đi vé về, còn tiền ăn uống là nhà trọ đâu, không có tiền luôn. Đúng rồi, thì cái vé thì sớm mình có nói trên ấy đó. Một vé thì 250 em phải không? Là mình mua luôn là cái tiền ăn này đúng không? Không. Không. Đây là ăn riêng đó. Này em mua riêng không? Này đúng rồi. Là sớm là hết 300 ngàn á, còn 200 ngàn sao đủ đi về không? Vậy là con cho chú mượn đó nha. Giờ trả 3 triệu. Tính luôn hết chứ? Cái người bạn của chú á, ông đi yên tâm đi. Được không? Khi người ta đã làm cho ông như vậy là con mừng lắm, tôi giúp được cho ông là mừng lắm, tôi vui lắm. Ba không có nghĩ những vấn đề đó lâu, không yên tâm. Nhưng mà mình nói mình cũng phải giữ để có tiền, phải không? Đi đâu cũng vậy, mình cũng phải tự mình lo nữa. Bây giờ 300 ngàn đó thì chú đi về là khả năng là nhặt gia trại có bao nhiêu ngàn mới đủ chú? Nếu mà 300 vòng thì chứ không phải là 7 ngàn hoặc 1 phần. Trong vòng 7 ngàn? À, 1 phần. Có khi hơn nữa, không phải lúc nào cũng được 50 ngàn đâu. Dạ. Thật sự là vậy đó, chứ không phải vậy à. Thuốc tấn là không có hút thuốc nè. Không nhậu luôn á. Và cũng kết thúc một bữa cơm chóng vánh nè chú ha. Ăn cơm mà cũng không kịp ăn ho luôn đúng không? Xe cũng đã chạy rồi. Và hành trình của mình thì còn dài hơn 100 km nữa để đến huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Thấy cái ba lô của chú treo rồi mọi người. Ba lô này là chú có ngụy trang không hay là ba lô sao ve chai vậy hả? Nhà dài ha, quần áo thôi. Dạ. Ở trong đó là gì quý nhất chú? Cái giọng hả? Sao? Ôi dự định là ngủ rồi ngoài bìa rừng hay sao mà đem giọng chú? Hả? Thì nó quen rồi. Nó quen từ hồi. Cái kỹ năng sinh tồn phải nó ghê gớm hả chú ha?
hồi đó cũng nằm võng, trong khu đó cũng nằm võng. Rồi sau này người ta mới lấy lại cái miếng đất đó. Rồi đâu cái chỗ nào đó, cái người bạn đó phải không? Dạ. Mới thấy cảnh mình như vậy đó. Nó thôi giờ ta mới thương. Ờ, phải thương, phải thôi bây giờ vô đi đi. Các cái lo ở đi. Là mình vô bờ, vô bến rồi. Dạ. Mà thì mình sống làm sao mà người ta cảm thấy thương mình, ta cho mình ở vậy là một cái quý rồi đó. Dạ. Cái huyện rất là xa lạ như thế này đối với bản thân của mình, đó là huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, ngay tại khu vực Tây Nguyên Đại Ngàn. Vào thời điểm này á thì xe ngừng tại này, tại chỗ này. Các anh em cũng không biết ở nơi nào là nhà nghỉ. Anh một đồng đang lo lắng như thế này, nếu như không có nhà nghỉ thì mấy anh em mình lội bộ nguyên đêm hay sao Bùi Hồ. Thật ra thì như thế này chú có lo lắng khi mà mình kiếm không có nhà nghỉ không? Chắc phải có sự lo lắng rồi. Vì sao? Tại vì cái vùng đất này là cũng là vùng đất nông minh rồi đó. Nhưng mà theo nghĩ là chắc mình phải đi xuôi ngược lại rồi. 12 giờ mọi người, 11 giờ 35 phút. Di chuyển từ lúc 8 giờ sáng ở tại miền Tây đến đây là 11 giờ 35 phút. Có nghĩa là hơn 12 tiếng đồng hồ di chuyển. Nhưng mà chú thì vẫn còn đang hoang mang. Không có gì để hoang mang, cứ giữ lấy lại tinh thần. Có con với lại một đồng ở đây chú đừng lo. Bây giờ thì các anh em sẽ định gì tìm một nhà nghỉ phù hợp nhất để nghỉ qua đêm, để sáng ngày mai tiếp tục một hành trình, đó là di chuyển đi nơi, đi đến cái nơi mà chú đã chia sẻ trong cái đoạn trước trong một hồ, và sẽ thuê một cái chiếc xe gắn máy, mình sẽ lên vùng bản thượng của người dân tộc AD. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em sẽ ốp máy ở đây đến nhà nghỉ thì sẽ review nhà nghỉ đó cho cô bác quý anh chị xem, và cũng như là nơi nghỉ luôn ha. Ok, đây chú, qua đây con định vị được là mình sẽ biểu với cái con phải nhỏ này nè. Mình định vị được một cái nhà nghỉ là gần đây là có chút xe chạy rất là ủ nha mọi người. Còn lại 60 mét nữa là đến nhà nghỉ trong đây. Cũng may là vào thời điểm này có những cái thiết bị công nghệ có thể giúp mình định vị được nhà nghỉ nó nằm ở đâu. Chứ nếu như mà đem mà chú bây giờ đang lo lắng đúng không? Nếu mà không có thiết bị thì anh không biết như thế nào luôn á. Tìm ở đâu? Đường đất vậy thôi, chứ chưa được cán nhựa gì đâu. Nó cũng dạng như đất đó mà đường nhỏ vậy nè. Trong khi đó hiện giờ thì mình không có xe cộ nữa nè. Phải lội bộ. Thật ra là một cái hành trình này không phải là mình nói cực khổ, nhưng cũng đáng để mình ghi lại một cái kỷ niệm. Đúng rồi. Tới rồi. Ủa sao mình thấy ta? Đây là cái chuyện ở bên kia, đường bên kia. 25 Trần Phú, Đắk Min. 23. 45. 25. Đây đâu? Đó chú, đây chú ấy. Nhà nghỉ. Ồ, đây nè. Ồ, chú.
Chú thấy nè, chú thấy nhà nghỉ. Bây giờ mình sẽ đi khỏi mọi người. Có số điện thoại mình trước kìa. Nhà nghỉ Phú Gia. Ô mình chú còn hay ghê á. Không. Không. 174 thôi. 740. 474. Số tiếp tục. 050. 174. Ok em. Qua đây chú xe chú. Bây giờ điện coi không mở cửa không nữa nè, tối quá rồi. Chết rồi, cái đó không được rồi. Sao vậy? Cái nó không được hả? Vụ này chưa yên nha. Nó không được thiệt rồi. Không được thiệt rồi. Nguy cơ rồi. Sao ta? Hơi căng rồi ta. Bây giờ gọi không được nữa. Ôi, gọi mất mạng luôn rồi. Sống luôn, quay luôn rồi. Máy em gọi không được hay sao? Hay là do số điện thoại này bị sai? Máy em gọi không được, điện thoại nó sao? Chết rồi. Chết rồi chết. Em lấy cái điện thoại của anh nè, em gọi nghe. Em sử dụng thì điện thoại cho anh bình thường mà ta. Ủa sao cái nhà nghỉ mà cái tên nó xíu vậy? Đây. Cái số này, ở trên này nó có một cái số điện thoại nha mọi người. 0261374074. Ở cái số ở trên đó là số sai. 1374074. Thì bao quý khách đúng không? Quý khách vừa gọi không có thực. Xin quý khách vui lòng quay số 116 để được hướng dẫn. Nhà nghỉ Phú Gia này gọi nè. Vui nha, vụ này vui nha. Ôi trời. Vụ này vui. Rồi vụ này vui rồi. Tắt máy đi. Lý do là các anh em phải như thế, phải tìm nhà nghỉ như thế này vì xe mình biết chỉ ở biết Đắc Min thôi, không biết là xe ngừng ở tại điểm nào thì xe thả xuống, bây giờ mới định vị trước nè, chứ mình biết ngay tại Đắc Min điểm nào thì mình sẽ yêu cầu xe thả tại đó luôn mọi người. Nhưng mà bây giờ thôi đi chú ha, con định vị một cái nhà nghỉ khác thôi. Chú có lo lắng không? Dạ không có lo đâu. Phải nhà nghỉ bảo toàn không anh? Mình còn phòng không anh? Ba người. Bao nhiêu một đêm anh? Ba người một phòng ha. Ok anh, em đang gọi lại. Mình ở đường đường Mai Hắc Đế ha. Dạ ok. Dạ cảm ơn anh. Có. Rồi có nhà nghỉ rồi. Một cái nhà nghỉ khác ở đường Mai Hắc Đế cái bên đây nè. Mà cũng may mà cũng có hơi xa nha chú nha. Ừ. Đây con buổi hiện tại là có công việc. Con quay phụ chưa? Được rồi không sao. Rồi, đang quá vậy. Ừ. Mà không có về cái công nghệ cao á thì thật ra là ừ. Đúng rồi, leo lên này. Chú, cái cảm giác của chú là sao rồi? Bây giờ thấy nó thoải mái rồi đó. Nghe có nghĩ là thoải mái đúng không? Nghĩ thoải mái. Nếu như mình chú Tuấn không biết chú nói thiệt chứ. Bó tay hồi đó phải vậy trời. Mà cũng không phải ở đây, nó nhìn rồi biết.
chắc nó còn phải rút rút ở dưới cùng. Ngày xưa chú nhắc cái địa danh đó là cây số 200. Đắc Min hả? Đúng rồi. Không, hình như Đắc Min nó còn xa hơn cái chỗ ở không? Đây là huyện Đắc Min nè. Huyện Đắc Min còn nó bắt mắt. Đắc Min kìa mọi người. Cái chợ Đắc Min đó. À, vậy đúng rồi. Đắc Min. Ừ. Ý không phải hơn chợ. Ủa đâu? Đúng rồi, xin lỗi. Chợ Đắc Min. Đúng rồi, cái đó chợ Đắc Min. Cái không khí ở đây á là không khí của vùng miền núi, của vùng Tây Nguyên đại ngang. Ừ. Thì buổi tối thì nhiệt độ nó xuống thấp hơn so với miền Tây mình dữ lắm. Anh một lòng đứng xích vô đấy thôi, anh đi xe nguy hiểm lắm, xe chạy nhanh lắm. Bây giờ thì nhiệt độ mình nghĩ chắc khoảng hai mấy độ thôi. Cái ba lô này đâu chú đấu giá bao nhiêu vậy? Chú đấu giá bao nhiêu? Giá này đâu có nhiêu đâu, không có nhiêu tiền. 2 tỷ. Sao cứ... Hả? Hả? Nhiều khi cho người ta không lấy. Rồi đêm nay ngủ đêm thêm 150 nó là 500 ngàn, còn được nhiêu? Hả? Rồi, còn được 100. Còn được 100. Rồi làm gì? Hả? 100 chỉ uống nước thôi chứ hả? Gì hả? Chỉ uống nước rồi hả? Uống nước thôi. Rồi tiền đâu ăn cơm? Cơm có mấy cơ đứa con được rồi. Thật ra trong cái cuộc sống của chú Tấn Hột dạ. Thì cũng rất là đơn giản. Nếu mà như một mình của chú thôi ha, thì có cái giọng chú văng ra là chú ngủ được rồi. Chú là vui rồi. Chú bắt hai cây cột điện thì ra là chú ngủ được đó mọi người. Chú nói vậy á. Chú đem cái giọng ở trong ba lô nè. Cái giọng như cái mền rồi. Bởi vì cái ba lô của chú thấy chà bá luôn cái võng và cái mền nữa. Đâu qua đây. Thích chưa? Anh một đồng hồi đó giờ có đi theo kiểu này chưa? Chưa em. Bởi vì lúc ban đầu mình xe dừng xuống á, một phần cũng hơi lo sợ á. Không biết là thứ nhất là mình sẽ đi về đâu, đến đâu, nghỉ nơi đâu. Nên chưa có quen vụ mà tìm khách sạn như thế này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hồi mà chú ở cái số 200 á, thì nghe cái vụ Đức Minh rồi. Dạ. Bây giờ mới biết á, Đức Minh đó. Dạ. Nhưng mà đó chỉ là hình như Đắk Lắk là phải á. Cái số Đắk Lắk. Ngày xưa thì nó thuộc, Đắk Nông này thuộc tỉnh Đắk Lắk. Sau thì là do là cái diện tích nó lớn quá. Lớn. Cộng lại ha. Dạ, người ta mới chia ra là Đắk Min. Hình kia bây giờ. Đắk Nông nữa lại Đắk Lắk. Hình kia bây giờ. Quay. Qua đây. Tự nhiên đi vô vùng sâu luôn trời. Này mà chắc nữ có nữ đi thì sợ hơn hả chú ha? Ừ. Bỏ chân quá. Giờ này có lẽ là đúng 12 giờ đêm luôn rồi đó. Chỉ còn 12 phút nữa là 12 giờ đêm. Cái này giống như cuộc du ký của bà chú cháu quá à. Đúng, người ta du ký đó nha. Sẵn chia sẻ về cái cuộc sống ở Tây Nguyên cho cô bác anh chị biết luôn. Ở cái nếu như mà ngày Đắk Lắk á, nổi tiếng nhất về thủ phủ của cà phê. Về Tây Nguyên mà chưa uống cà phê thì coi như là chưa về. Và đặc biệt là ngay tại thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk á. Nhiều cà phê ngon lắm. Anh một đồng muốn nói gì với chú không? Giờ nói chung ra là nếu mà kiếm được cái nhà trọ là anh mừng á. cái hành trình của anh một đồng thì nó cũng ngộ như thế này nè mọi người. Lúc trước thì vừa họ nói vừa họ đi với chú thôi. Thì hôm qua anh một đồng có đi đây. Dạ. Anh một đồng có xuống ngay tại thành phố Long Xuyên thì anh một đồng nói thôi đồng hành đi luôn. Mà vậy thì nó lại vui, không có một đồng giờ này có hai chú cháu rất lang thang rồi. cũng hơi ớn ha. Cũng được. Nhưng mà hành trình nào nó khi mà có sự đi cùng thì nó vui hơn. Vui hơn. Mà gắn bó nhiều hơn đúng không chú? Đúng. Đây nhà nghỉ bảo toàn quay qua trước. Cho chú hết lo. Cuối cùng thì cũng
tìm được một cái nhà nghỉ. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Rất là mừng. Mai hát đấy. Qua đêm 80 đến 100. Bạn đây. Dạ ok anh. Bên này. Tại em muốn ngành địa phương ở đó. Ở đây anh gặp anh chủ nhà nghỉ này anh dễ thương dữ luôn á. Rẻ lắm mọi người. Có 150.000 cho 3 người. Dạ nhưng mà phòng cũng khá là sạch luôn ha. Không biết khách không nhưng mà thấy hành lang là bóng mát rồi đó. Ồ. Mình bước chân đi là thấy sạch rồi nè. Ở đây là mình thuê xe sao anh chủ rồi. Chủ nhà ở đây mình thuê xe là 100 một ngày đêm. Một ngày đêm lần 100 ngày. Xe gắn máy. Đây mình giao phòng này cho. Đây cái số phòng là số 12 nè. Ồ. Ngày mình ngủ ngày 12 giờ luôn. Ngày đúng 12 giờ luôn. Ok. Đây. Rồi, cảm ơn cậu nhé. Dạ, ok. Mười hai giờ sáng đến 12 giờ tối là 8 tiếng, ông là 12 tiếng đúng không? Đúng rồi. 12 tiếng thêm 4 tiếng nữa là 16 tiếng. Mệt không chú? Cũng là mệt nhưng mà giờ khỏe rồi đó. Đói bụng không? Giờ khỏe không? Đói bụng chưa nấu mì em? Không có đói. Tụi con ăn đi. Hồi sớm mất. Thương chú lắm. Thương gì nè? Đang ăn cái xe đó. Khách ơi lên xe đi. Hồi xong chú bỏ được chú lên ăn mình một chưa được ăn nửa phần nữa. Đúng rồi. Chú ăn chưa được nửa phần ăn. Sao bỏ xe bỏ thì sao? Không phải nôn quá à. Nôn đi trở lại tới nó gì. Nhưng mà hiện giờ chú nói vậy chứ theo anh nghĩ là chú đang đói á. Đừng nói. Thôi đâu. Kêu tô mì đi. Bây giờ đặng cho chú trả tiền chứ bây giờ chứ sao chứ. Đúng rồi. Đặng cho chú, sử dụng hết 500.000. 500.000 chú mượn mà. Chú cũng sử dụng hết. Người ta cho mượn ta buồn sao? Buồn. Đúng không? Ta còn lấy lãi nữa. Đúng rồi. Cho mượn mà lại ta buồn á. Buồn. Người ta cho chú mượn để chú xài. Nữ là chú xài để cho ta vui. Vui vậy. Vì người ta biết đâu người ta có lãi trong đó. Đúng. Vui không? Vui. Vậy rồi vui rồi đó. Bạn chân đến một cái vùng đất xa lạ như thế này đối với ba chú cháu. Đó là huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, thuộc vùng đất Tây Nguyên. Vào 12 giờ đêm. Cũng may mắn là định vị được nhà trọ, một cái chú trọ cũng rất là dễ thương công, với cái khoảng thời gian tiếp xúc ban đầu. Ngày mai thì các anh em sẽ thuê một cái chiếc xe, hai chiếc xe gắn máy để đi vào cái vùng đất ở trên bản thượng ở người AD á. Mỗi một cái chiếc xe là 100.000 đồng. Chú chạy chiếc con trên đồng đi một chiếc. Ông mà chú chạy được không? Đúng đó, chạy được. Hay là bộ nó chơi á. Chơi hơi thì không biết thì. Ngày mai thì con chở chú anh một đồng sẽ chạy một chiếc là hai chiếc và chú cháu mình cùng đi. Đây là một hành trình khá là dài mà các anh em sẽ chia sẻ những cái đoạn video clip này là một cái cuộc du ký tìm con ở vùng đất Tây Nguyên của chú hai ve trai ngay tại vùng đất Long Xuyên, vượt hơn 500 km tìm con. Và bây giờ thời gian cũng đã khuya rồi, chắc ba chú cháu sẽ nhờ chú trò nấu ba tô mì cho ba chú cháu sử dụng, rồi sau đó ngày mai sẽ rất sớm để mà còn di chuyển đi tìm con, vì biết đâu rằng ở trong lòng của chú bây giờ cũng khá là bồi hồi về một cái vùng đất xưa. Mình cũng nghe thường chú nói tôi nhớ lắm rồi, tôi nhớ hồi 10 năm trước là tôi có qua cái đoạn này, tôi ghé tìm cơm ở đâu đây nè. Và bây giờ thì giống mình đúng đó. Nhưng mà đối với chú hiện nay và cái thời điểm ngay tại này nè, nó lại đổi khác nhiều, chú không có còn ký ức về cái vùng đất này nữa. Đó là cái tín hiệu mà cho các anh em mình lo nhất. Cũng mong rằng á, cái đường đi nước bước của anh em mình á, có người hộ độ để mà dẫn các anh em đi. Thì tụi mình rất là biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau về cuộc hành trình tìm về con của chú hai vợ chồng ngay tại vùng đất Tây Nguyên đại ngàn. Chú có muốn nói gì không? Nói đúng ra thì đi tới đây thì nghe ăn cơm nghe nói cái chỗ Bình Phước là đúng rồi đó. Bình Phước rồi đi đúng đường không sợ nữa, mừng. Mà khi tới giờ cơm hô xe đi phải không, ăn cũng vội vã, trời lên xe thấy mừng luôn. Giờ xuống đây gặp ngay khách sạn là ở, giờ có cái công nghệ vậy mình thấy cũng mừng lắm rồi, không có gì bằng. Bắt đầu ngày mai tiến hành tới nữa.
Mỗi lần trước chú đi á là chú có cái số tiền ít ỏi à. Đúng rồi. Chú tìm đến chút xíu cái chú hết tiền cái chú đi về. Đó, và ngày hôm nay thì chú cũng còn được 500, may mắn nha mọi người. Tìm được 5 ngày, mỗi ngày 100. Mỗi ngày 100. Vậy là chú đã đi tìm 2 chuyến rồi. 2 chuyến rồi. Với cái số tiền của chú á, đi không có thể mà tìm được. Đi không tới luôn. Hết cái khoản tiền thì chú phải quay trở về. Bây giờ là mừng rồi đó. Mừng không rồi đó. Mừng. Mừng rồi đó. Mừng vì có bạn đồng hành hay là mừng vì đã... Có nghĩa là mừng là có những người mình đi đồng hành với mình, tiếp sức cho mình trên con đoạn đường để cho mình đi tìm cái những người thân thương của mình. Đó là như vậy. Đó là mừng sự thật luôn. Chân giờ cũng còn rung á. Mừng á, phải không? Mừng á. Là mình đã bước lên cái đoạn đường mà mình đã nhìn ra bằng cái sự tâm sáng của mình tạo ở đây, phải không? Là mình thấy mừng hết lớp. 40 năm rồi, mới bước về cái vùng này, hơn 40 năm. Chứ hồi đó đi không tới. Mỗi lần đi lên xe đó là tới Bình Phước. Mà hầu như chưa tới Bình Phước. Chỉ nói tới Bình Phước là tự nhiên không đi tới được nữa. Hết tiền. Hết tiền, nhưng phần có nhiều cái lý do mà mình cảm nghĩ không được luôn. Nó chơi trời mưa cho chú là quan mọi người. Những gì làm được thì tụi mình sẽ cố gắng làm cho chú. Để cho chú thỏa cái ước nguyện. Vì đâu đó một ước vọng ở tuổi 76 này của chú á, là duy nhất chỉ tìm được con mình thôi. Đó là ước mơ của chú. Mỏng manh nhưng mà cố gắng. Còn thôi, chào mọi người một lần nữa đi. Tụi mình đi ngủ nè, tại vì bây giờ thì biết sao cũng còn 2 phút nữa là 12 giờ rồi. Mà ơi, bye bye. 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 Bye.